VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay thì VTV xin được chia sẻ một cái bài nhận định này và có lẽ là sẽ có nhiều người quan tâm đây quý vị. Tuy nhiên, á, cái chuyện mà quan tâm theo cái khía cạnh nào đó thì bây giờ thì chưa có biết bởi vì sao quý vị khi mà một cái nhận định nào đó được đưa ra thì chắc chắn là Nó sẽ có nhiều quan điểm trái chiều Có người thì người ta sẽ đồng tình Nhưng mà cũng có người thì người ta Cảm thấy là những cái lời nói này Dường như là chưa đúng Và thậm chí là sẽ không đúng luôn Thôi thì để biết rằng là Cái điều gì Mà lại được người ta nói về Dẫn đến cái tính chất gai go như vậy Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng Lắng nghe về cái nội dung Chi tiết đã được chia sẻ như thế này Uh, tức là đây là một chia sẻ từ một Việt Kiều Mỹ nha quý vị Tôi qua Mỹ thì cũng được khoảng 5 năm Khi mà tôi mới qua năm đầu thì cũng thấy tạm tạm thôi cho đến năm thứ hai Khi mà tôi đi làm rồi thì tôi thấy quá là buồn Cũng như là thấy cái cuộc sống nó không có thích hợp với mình lúc này Thì tôi cũng đã có cái ý định là muốn quay về Việt Nam Nhưng tôi cũng cố gắng làm thêm để kiếm chút tiền Để mà đem về Việt Nam nữa Tôi thì tôi vẫn còn mang quốc tịch Việt Nam Bởi vì tôi xác định là mình về luôn Về Việt Nam sống luôn Thì đâu có nhất thiết là phải mang quốc tịch Mỹ làm cái gì Dường như là cho đến cái năm thứ hai này Thì tôi cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ Tôi quyết định tôi ở nhà thuê Mua sắm cũng ít đồ hơn Cũng như là không có mua bất cứ một cái đồ đạc gì Để mà trụ lại ở nơi này hết Thực chất là lúc đó thì cái lúc về đó thì tôi cũng có mang về được đâu, cũng có phải cũng phải bỏ lại hết đồ đạc thôi. Và theo như cái sự tính toán thì chắc là cũng khoảng từ 3 cho tới 5 năm nữa thì lúc đó tôi cũng có dư được một cái khoản tiền kha khá đó, là cái số tiền cũng không tới 100.000 đô đâu nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ đủ để cho tôi trở về. Dự định của tôi là khi mà về nước thì tôi sẽ gửi cái số tiền tiết kiệm này vào ngân hàng và cũng có thể lấy lại mỗi tháng để còn sống. Còn cái tiền nhà thì theo như tôi dự trù một tháng thì cũng khoảng đâu đó là 4-5 triệu. Thực ra là nó cũng không cao như vậy. Nói chung như vậy là cũng ổn rồi. Thực chất thì tôi cũng không có ăn xài gì nhiều nếu mà tôi biết chi tiêu, nếu mà tôi biết tính toán thì với cái số tiền còn lại trong ngân hàng thì tôi cũng đủ sống. Cũng đủ cho tôi sống cả đời rồi. Chứ sống theo cái kiểu Mỹ suốt ngày thì chỉ biết cài cày cho tới đầu tắt mặt tối cày cho tới khi nào mà mình chết thì mới thôi thì lúc đó chết thì cũng có mang theo được đâu tiếc nghĩ là cái gì là cũng còn sống đi làm cực khổ quá gì rồi về già cũng chẳng hưởng được cái gì hết có nhiều người thì cũng khuyên tôi là thôi ráng ở lại đi cái cái cuộc quốc tịch mỹ rồi muốn đi đâu thì đi nhiều khi mà về Việt Nam ở đó cái thời gian lúc đó là cũng chán lại cũng muốn chạy qua thì cũng còn được nhưng mà tôi vẫn quyết định là tôi không ở tôi sẽ về trở về mọi cái sự lựa chọn của tôi lúc này thì tôi cũng đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi tôi đã cực khổ cả một đời từ nhỏ cho tôi lớn thì bây giờ chỉ còn vài năm nữa thôi là tôi sẽ được an nhàn ở đây thì phải nói là buồn và cô đơn lắm quý vị nếu mà về già tôi phải chấp nhận sống trong cái cảnh như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ bị tâm thần mất tôi thấy là nhiều người cũng vậy về già không có đi đâu được Lái xe cũng không lái xe được Suốt ngày rồi chỉ biết loanh quanh Ở trong nhà với cái tivi thôi Còn khi mà mình về Việt Nam đó Ở Việt Nam thì người ta sống với tình người Không có như ở Mỹ Không có ai chơi với ai hết Và cũng chẳng có ai mà người ta muốn nói chuyện với ai hết Thích nghĩ là cuối đời Thì mình hãy tìm cho mình Một cái cuộc sống an nhiên Vui vẻ, hạnh phúc Sống giản dị bình dân thôi Không có cái cầu kỳ Thật sự thì nếu như mà mình Trong tâm của mình mình cảm thấy Nếu mà nó đủ thì sẽ đủ thôi Và cũng thật may mắn cho tôi Khi mà bà xã của tôi Thì cũng không đồng ý để mà về Việt Nam Sống cùng với tôi Và cũng chấp nhận với tôi uh, Để mà Đồng ý để mà về Việt Nam Thì uh, Và cũng chấp nhận là gì Là sẽ nhắm mắt xuôi tay ở Việt Nam cùng với tôi luôn ở Mỹ đó thì tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng cũng do là không có thống nhất đi về cùng với nhau, cho nên là từ đó thì cũng có nhiều cặp dẫn đến kết cục đó là ly hôn. đã có biết bao nhiêu cặp như vậy rồi, quả thật là rất là đáng buồn đó quý vị. và thưa quý vị thì đây là một cái chia sẻ lời tâm sự của một người Việt nhưng mà đang sinh sống tại Mỹ đó quý vị. đây là một cái sự quyết định của một trong số những người Việt Nam. Hiện nay mà họ đang sống ở Mỹ nha. À, và cái cái vị này thì cho là gì? Tức là bây giờ đó, họ về Việt Nam sống thì họ sẽ thấy là tốt hơn nhiều so với là họ sống ở nước ngoài, ở đây cụ thể là nước Mỹ nha. Rồi một cái sự nhận định thứ hai đó là gì? À, vị này đã nói như thế này. Tức là tôi sang Đức gì vào năm 91 cho đến năm 2005. Tính đi tính lại thì cũng gần 15 năm tôi đã sống ở nước ngoài. Và tôi cũng đã mua nhà ở Sài Gòn. Cái ngôi nhà này thì tôi mua vào năm 2001. Giá nhà lúc đó là 1 tỷ tròn. Nay thì nó đã rơi vào cái tầm khoảng 20 tỷ. Do là cái căn nhà này là căn nhà mặt tiền. Hiện tại thì cũng đã về Việt Nam thì cuộc sống của tôi cũng đã ổn định hết rồi. Cái ngôi nhà này thì tôi hiện đang cho thuê với giá là 15 triệu một tháng. Cộng thêm với một cái khu dãy nhà trọ tôi cho thuê nữa thì thu nhập hàng tháng của tôi cũng lanh quanh 30 triệu đồng. Như vậy là hai vợ chồng của tôi thấy là rằng là cái cuộc sống nó cũng thoải mái. Có cái gì đâu mà phải lăn tăn. Có cái gì đâu mà phải bon chen với cuộc sống ở bên nước ngoài làm cái gì. Bây giờ thì cũng hơn 60 mấy tuổi rồi. hàng ngày thì vẫn chơi cầu lông, tập thể dục thể thao. Thi thoảng rồi còn bơi lội với nhóm bạn già ở bên này. Cứ sống như vậy đi thì tâm hồn của mình cũng sẽ được tươi trẻ thôi. Nhiều người đâu có tin. Không hề tin tôi 60 mấy tuổi. Người ta cứ nói là nhìn tôi độ chừng khoảng hơn 50 thôi, chứ nhiều người nghĩ không 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 đến là 60 tuổi đâu. Nhiều khi mà nghĩ lại cái khoảng thời gian ở nước ngoài đó, mặc dù tôi kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà cái tâm hồn của tôi nó rất là buồn chán, thậm chí là nó cũng già nua đi. Tôi cũng nghĩ là làm cho tới chết thì cũng có mang theo được cái gì không. Tôi bây giờ không lẽ mình kiếm tiền hoài như vậy sao, rồi biết khi nào mới được hưởng những cái thành quả của mình? Ở nước ngoài thì tôi cũng phải chi phí rất là nhiều, nó như một cái vòng quay không thể dừng được. Còn ở Việt Nam á, coi vậy thôi mà sống chậm, sống an nhàn, bản thân lúc nào cũng vui vẻ, bởi vì càng già thì con người ta có ăn uống được bao nhiêu đâu, miễn sao là cuộc sống nó cảm thấy vui là được. Vâng, quý vị vừa được nghe một cái nhận định của một người Việt kiều đó. Thực tế thì tức là không phải thấy đủ rồi đâu quý vị thực ra với những ai mà người ta gọi là tiền bạc dư giả thì họ xem cái chuyện mà về nước sống là một cái gì đó rất là nhẹ nhàng nhẹ nhàng đối với họ thì cái này thì mình không có nói đến làm gì không bàn luận đến làm gì nha quý vị nhưng đôi khi là như vậy này có tiền đó chưa chắc là sẽ mua được tất cả nha quý vị quý vị nên nhớ một điều đó là uh, tức là nhiều khi mình có tiền là có những thứ mình không có dùng tiền để mình mua được nha quý vị sẽ hiểu ít nhiều cái cái câu cái câu nói như vậy đúng không quý vị chắc chắn là khi mà mình có tất cả mọi thứ trong tay rồi thì đương nhiên cái việc gì thì chúng ta cũng giải quyết một cách nhẹ nhàng thế nhưng có những sự việc thì chúng ta không thể nào dùng tiền nhiều tiền đi chăng nữa cũng chúng ta cũng không thể nào mà giải quyết được đặc biệt á với những ai mà mà thực sự xem nước ngoài nói chung đi hay là mỹ rồi canada rồi úc rồi đức và một số nước khác nói riêng thì À, mỗi quý vị sẽ có một cái sự nhận xét khác nhau nhất là nhiều nhiều quý vị đó mình thường hay nói rằng là cô hay là chú hay là bác đã xem cái nơi này có nghĩa là ở nước ngoài đó đã xem cái nơi này là quê hương thứ hai của mình rồi nhưng ai mà nói cái câu đó thì qua cái bài nhận định này thì quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng, một cái cách nhìn nhận riêng. Nói chung thì hôm nay là những cái chia sẻ từ cái suy nghĩ thôi cái suy nghĩ riêng của một vị về kiều mỹ khi mà họ cảm thấy là sống ở việt nam thì đáng sống hơn là ở bên mỹ ở bên mỹ có những thứ là không thể nào mà tận hưởng được đơn giản như cái việc là về già thôi như ở bên việt nam á các ông bà khi mà về 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 già tuổi cao rồi thì có thể tìm những cái niềm vui là sáng sớm thì đi tập thể dục này dưỡng sinh này rồi sau đó là cùng với những người bạn của mình uh, có thể là uh, làm những cái chuyến du lịch nhỏ thôi ở trong nước thôi cũng được hoặc là uh, tổ chức những cái câu lạc bộ uh, uh, khiêu vũ này hoặc là những cái câu lạc bộ uh, đánh cờ hay gì đó đó là những cái niềm vui khi mà cái tuổi về già chỉ mong muốn như vậy thôi và hơn nữa đó là được quây quần bên con cháu uh, có những cái người hàng xóm rồi thường xuyên là bầu bạn trò chuyện với nhau Thế nhưng mà ở bên Mỹ thì sao quý vị? Ở bên Mỹ nói riêng hoặc ở bên nước ngoài nói chung đó thì chúng ta không có được tận hưởng những cái niềm vui đó. Nhà nào biết nhà nấy thôi. Đóng cửa ở ở trong nhà, có khi là thậm chí là con cái nó đi làm rồi nó nhốt ở trong nhà một mình với cái tivi đó, với bốn bức tường nó không có biết làm cái gì hết. Đó là những cái sự khác biệt khi mà uh, chúng ta ở bên nước ngoài và ở Việt Nam. Cái đó là nó không có liên quan đến tiền nha quý vị cái lúc đó tiền nhiều thì cũng không có biết tiêu cái gì hết bởi vì có đi đâu đâu mà tiêu đúng không ạ thì uh, qua cái câu chuyện vừa rồi qua câu chuyện ngày hôm nay thì uh, cũng có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều cũng chia sẻ về cái uh, suy nghĩ này thì uh, quý vị có những cái suy nghĩ gì muốn góp ý này có ý kiến gì mình muốn đưa ra thì quý vị cũng có thể để lại comment bên dưới video để chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái uh, ở chủ đề này còn bây giờ thì nội dung ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi rất xin được cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo